Thưa quý vị, những ngày gần đây trên địa bàn tỉnh Hải Dương xuất hiện tình trạng cá lồng của người dân trên địa bàn nuôi trên sông Thái Bình chết hàng loạt, chưa xác định được nguyên nhân, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương đang xác minh nguyên nhân, đồng thời hướng dẫn người dân xử lý số lượng cá chết. Riêng tại địa bàn xã Tiền Tiến, thành phố Hải Dương có 54 hộ làm nghề nuôi cá lồng trên sông Thái Bình, với tổng số là 912 lồng. Sơ bộ cả xã đã có khoảng 24 hộ nuôi cá lồng bị ảnh hưởng, thiệt hại khoảng 197 tấn cá các loại, chủ yếu là cá diêu hồng, cá chấm, cá chép giòn. Có số hộ lượng cá chết lên tới 60 tấn. Và sau khi xảy ra hiện tượng cá chết bất thường, cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như là Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hải Dương đã tới khu nuôi cá lồng của người dân để lấy mẫu nước, mẫu bệnh phẩm đưa đi xét nghiệm làm rõ nguyên nhân. Thông tin chi tiết về vụ việc chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong những bản tin tiếp theo. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai cho biết, việc sử dụng các ngư cụ gây hủy diệt nguồn lợi thủy sản trên Hồ Trị An đã gây nhiều tác động tiêu cực đến nguồn lợi thủy sản ở lòng hồ. Do vậy mà thời gian tới, địa phương này sẽ tiến hành các biện pháp kiên quyết không để người dân tiếp tục khai thác thủy sản bằng ngư cụ kiểu tận diệt ở lòng hồ Trị An. Theo thông tư số 19/2018/TT-BNN-PTNT về việc hướng dẫn bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, ngày 15 tháng 11 năm 2018 quy định danh mục nghề nêu rõ cấm sử dụng ngư cụ bằng khung sắt có kết hợp với tàu, máy kéo, bơm thổi, cào lươn, cào nhuyễn thể, banh lông. Quy định này cấm khai thác thủy sản ở vùng ven bờ và vùng nội đồng. Theo lộ trình của Đồng Nai, từ năm 2021 đến tháng 1 năm 2022, cấm hoàn toàn phương tiện và ngư cụ hoạt động nghề te, nghề đáy, nghề lồng xếp, nghề đăng được làm bằng sắt có công cụ kéo lưới đáy sông hồ và tất cả các ngư cụ có sử dụng điện. Do vậy, với tập quán canh tác của người dân trên lòng hồ Trị An thường dùng thuộc danh mục cấm khai thác theo quy định. Bởi ngư cụ này gây nguy hiểm đến môi trường sống của các loài thủy sản, hệ sinh thái thủy sinh và đã được cơ quan chuyên môn đánh giá tác động, hướng tới mục đích cuối cùng là bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản gắn với khai thác hợp lý và hướng tới thế hệ tương lai. Thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành địa phương giải thích rõ những quy định liên quan cho ngư dân và có giải pháp hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề nghiệp, ổn định cuộc sống. Cục Hải quan Hải Phòng cho biết mới đây thì Cục Hải quan Hải Phòng vừa chủ trì và phối hợp với các cơ quan phát hiện số lượng lớn ngà voi nhập lậu được cất giấu trong một container nhập khẩu qua cảng quốc tế Lạch Huyện thuộc thành phố Hải Phòng. Để che mắt lực lượng chức năng, các đối tượng buôn lậu đã sơn đen số ngà voi này và kết quả kiểm tra phát hiện nhiều bao tải dứa có chứa 547 khúc ngà voi với tổng cộng trọng lượng là 1.580 kg. Quá trình điều tra xác minh, lực lượng hải quan phát hiện có dấu hiệu công ty đứng tên nhận hàng trên vận đơn có địa chỉ tại Lạng Sơn là công ty ma. Hiện Cục Hải quan Hải Phòng đã niêm phong tạm giữ số ngà voi nêu trên, tiếp tục phối hợp với các lực lượng liên quan điều tra làm rõ theo quy định. Thời gian qua, tại khu vực các cảng biển Hải Phòng, lực lượng hải quan đã phối hợp bắt giữ nhiều vụ nhập lậu ngà voi với số lượng lớn. Tháng 3 năm 2023, Hải quan Hải Phòng cũng chủ trì bắt giữ vụ nhập lậu hơn 7,6 tấn ngà voi và sản phẩm từ ngà voi. Đây là vụ nhập lậu ngà voi lớn nhất được bắt giữ tại cảng Hải Phòng từ trước đến nay và cũng là một trong những vụ bắt giữ ngà voi lớn nhất ở Việt Nam trong những năm qua. Thưa quý vị, mùa khô năm nay có thể là mùa khô dài nhất trong những năm gần đây. Cả khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên hiếm khi có mưa trái mùa. Khu vực Tây Nguyên, nhiều nơi 3 tháng liên tục không có mưa khiến sản xuất và sinh hoạt của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Ghi nhận tại Đắk Nông lúc này, người dân đang chật vật tìm nguồn nước cho sinh hoạt và sản xuất. Hơn nửa tháng nay, giếng khoan của gia đình bà Nguyễn Thị Tươm tại xã Đắk Rông, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông đã cạn nước chờ đáy. Để phục vụ nhu cầu sinh hoạt cũng như nước tưới cho cây trồng, bà Tươm phải mua thêm đường ống để xin nước từ nhà hàng xóm về sử dụng. Bà cho biết khu vực này năm nào cũng xảy ra khô hạn, nhưng năm nay khô hạn diễn ra khốc liệt nhất. Khoan cái giếng này là năm 2007, đến bây giờ là gia đình tôi đã không có thiếu hụt nước ăn nặng nề như là tình trạng như cái năm nay. Thì đến giờ này là gia đình tôi là thiếu hụt là đến 20 ngày nay rồi. Tại huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông, tình trạng nắng nóng khô hạn diễn ra gay gắt đã nhiều tháng qua. Nhà anh Nam ở xã Đắk Rông nhiều ngày qua trở nên tấp nập người tới xin nước bởi giếng khoan của gia đình anh là một trong số ít giếng nước trong xã còn nước. Năm nay thì đôi khi được 2-3 cái giếng chẳng được một tí nào. Đây như cái giếng lẹt đẹt được khoảng độ dăm 3 khối một tiếng này, nhưng vẫn phải phục vụ cứu cánh cho bà con, nhất là đầu tiên là nước ăn, về sau mới đến đất nông nước nông nghiệp được. Và cây nông năm thì chịu được hạn hán hơn thì một chút để đỡ nước hơn, chứ còn hoa màu đấy tưới liên tục nên thành ra là thiếu nước khủng khiếp luôn. Đấy, nên có nhiều một số nhà còn bỏ cả vườn, cháy vườn luôn. Năm nay là cái mực nước nó xuống quá trời luôn. Nhà tôi đang dùng cái máy 5 ngựa 3 pha. Đấy, mọi năm là bơm là lên đến miệng giếng là 130 mét ống theo máy lên đó, là nó ra khỏi đầu ống khoảng 5 đến 60 phân. Nhưng đến bây giờ nó chỉ được nửa giật lại, 25-30 phân. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đắk Rông, huyện Cư Rút, năm nay tình trạng khô hạn tại địa phương diễn ra khốc liệt hơn mọi năm rất nhiều. Đặc thù địa phương không có các hồ, đập, sông, suối nên người dân chỉ trông chờ vào các nguồn nước từ các giếng khoan và nước mưa. Nhưng năm nay do nắng hạn kéo dài khiến mạch nước ngầm bị sụt giảm mạnh. Nếu thời gian tới không có mưa thì hàng nghìn hecta cây trồng của bà con nông dân trên địa bàn xã sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tình hình hạn hán diễn ra trên cái diện rộng. Đa số các cái giếng khoan của các cái hộ dân ở trên địa bàn thì hầu như là hết nước. Bà con thì cũng thiếu nước sinh hoạt. Nước sinh hoạt thì hiện nay thì các cái hộ dân thì cũng phải tiết kiệm. Đối với các cái diện tích cây công nghiệp là có một số là đã bị héo thì do thiếu nước. Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Đắk Nông, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino nên tình trạng khô hạn sẽ còn diễn biến phức tạp từ nay cho tới cuối tháng 4, đặc biệt đối với những địa phương nằm ở phía bắc của tỉnh như huyện Cư Rút. Vì vậy, các ngành chức năng, chính quyền địa phương và người dân cần chủ động có các biện pháp để ứng phó với hình thái thời tiết cực đoan này để giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại do khô hạn gây ra. Thưa quý vị, trước nguy cơ nắng nóng kéo dài, hạn hán diễn biến khó lường, Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ra công văn hướng dẫn các địa phương khu vực Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên triển khai ngay các biện pháp bảo vệ các loại cây ăn trái, cây cà phê, hồ tiêu và lúa. Cụ thể, Cục Trồng trọt đề nghị các địa phương chủ động áp dụng các biện pháp kỹ thuật tưới nước tiết kiệm, sử dụng các vật liệu che phủ đất hoặc thảm thực vật nhằm tránh nắng nóng, giảm thoát hơi nước, áp dụng các biện pháp trữ nước tại các hồ đập chứa nước trong mùa mưa, sử dụng các giống ngắn ngày, gieo tập trung tránh thời điểm hạn hán. Cục Trồng trọt cũng lưu ý không trồng mới cây công nghiệp, cây ăn quả tại các vùng thiếu nước hoặc không đủ chủ động nước tưới. Riêng với cây cà phê, hồ tiêu, hiện khu vực Tây Nguyên đã bắt đầu vào mùa mưa, đề nghị các địa phương chỉ đạo nông dân tiếp tục chăm sóc đảm bảo năng suất chất lượng. Riêng các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện có khoảng 300.000 ha lúa đông xuân chưa thu hoạch. Người dân cần đẩy nhanh thu hoạch khi lúa chín. Cơ quan chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đề nghị các địa phương tổ chức nạo vét các kênh mương, bờ vùng, bờ thửa, gia cố các bờ đập, bơm tát, tiến hành kiểm tra và sửa chữa tu bổ công trình, không sản xuất với diện tích vượt quá năng lực phục vụ của công trình thủy lợi, chuyển đổi mùa vụ và cơ cấu cây trồng tại những nơi có khả năng thiếu nước.